Cái gì nó cái bà sẽ là chụp nhớ thả luôn luôn rồi đang chị đang chăm sóc anh tết tề ăn thử con tết tề tết tề ăn con gì bạn ấy gọi tiếng bạn ấy gọi là con gì đùi 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 mà nói cho con tết là nó Está cayendo todo el caldo por la mano. ¿Tú quieres? Eli, no. Cá, no. Eli, không ăn các bạn ạ, chỉ ăn cá thôi. Đúng rồi. Ok. À, thế. Thế thế thế. Đây mấy anh em ăn thử đây. Ăn thử con sóc hay cho ui giời. Khả năng là con dài đúng không? Ai? Con dài rồi, không dài rồi. Đây buổi tối anh em mình sẽ nhìn ở đây. Anh sắp xếp cho anh em đứng ở một phòng nhé mọi người nhá. Đi đi tìm khăn gì khăn piêu ấy nhỉ? Thổ cẩm mà. Hôm nay anh em mình đi lần đầu tiên lên Sapa anh em ạ. Chiếc khăn piêu theo chị Hồng. Không khác gì kiểu khăn piêu nhà mình ấy. Đẹp nhỉ. Thổ cẩm cái này chắc là do người Mông tự thêu ấy nhỉ. Phòng của hai vợ chồng mình đây. Rất là đẹp mọi người ạ. Nói chung là anh em nào mà lên Sapa mà thích cái kiểu yên tĩnh homestay xa vời thành phố, xa thành phố một tí thì chọn những cái địa điểm này ok phết. Chào buổi sáng anh em trên Sapa nhá. Đây. Anh em ở dưới này thả trâu sớm chứ mọi người ơi. Một đàn trâu. Mấy con này mà làng gác bếp thì nhất tỉnh anh em ạ. Mùa ở trên này cũng khá là lạnh anh em ạ. Cùng với cái chòi để uống rượu hay phết. Ô cái này là hình như là pomu sao anh em ạ? Là một pomu. Đây hôm qua anh em mình nhậu chưa dọn anh em ạ. hơi bừa bộn một tí. Mời tất cả anh em nhá. Mời anh em ăn sáng anh em ạ. Sáng cà phê. Rồi anh em mình sống như kiểu là người nước ngoài ra đấy. Ăn sáng cà phê. Mời tất cả anh em. Đây có một cái đập thủy điện hay sao anh em ạ. Anh em mình đi vào bản Mai Thang một tí thì nữa có sức mà còn ăn cơm nhá anh em nhá, cho nó giải rượu giải riếc hết đi đây.
Mọi người đang bắt cá kìa kìa. Hình như đang bắt lươn hay sao ấy. À đây là cái vườn rau của bà con anh em ạ. Này, hay phết. Đây ở trên này ruộng rất là nhỏ anh em nhé. Hình như là nó chỉ có 1 mét sao ấy. Này. À, không đến 1 mét sao. Đây. Chắc chủ yếu bà con trên này là mình nghĩ là chắc là làm chủ yếu bằng thủ công cho bò thôi, chứ cái này mà máy cày máy nhặt bừa nhỏ nhỏ nha anh em mình chắc cũng không được. Này. Anh em mình sẽ ở lại Sapa tầm 2 hôm các bạn ạ. Hôm nay anh em mình sẽ ở lại với chơi với anh em ở dưới này, còn chiều thì anh em mình sẽ chuyển vào chỗ anh Hải chơi một hôm. Nhưng mà hiện tại thì anh em mình lên anh em không báo trước ấy. Anh Hải hình như đang ở dưới Sài Gòn rồi sao ạ? Sài Gòn thì anh em mình đi lang thang hết vui phết. Khám phá anh em ơi. À chú Vinh đã trèo này kia rồi cả. Sướng nhỉ. Ok đó anh em ơi. Anh em mình mà có thác này anh em mình chắc cắt cơn kiểu này ở đây lâu nhiều nữa nhở. Này. Nhưng mà mùi mùi nước Hà Lan không lên được như thế này. Nhưng mà chắc là cũng không có nhiều mấy vì dân còn làm nhà được ở kia cơ mà. À ông em các bạn à, nhìn là ông em Tây nhìn như thế thôi nhưng mà ít tuổi hơn bọn mình. Hôm nay ông em mới nghỉ ở chỗ homestay ấy, mời mời em đi trải nghiệm với anh em mình luôn. Tí nữa mời em ăn pịa nha mọi người nhá. Anh em ạ, bà con ở trên này vừa phát triển du lịch vừa làm kinh tế và đây này, trồng rau đây này. Và cái chuồng gà này anh em ạ, anh em xem nhìn chuồng gà hay không? Nhỏ tí tí thế này. Này. Đây. Đây gà đang ấp trứng này. Ghê lắm, ghê lắm. Thằng em TT này cũng nhận căng. Mấy anh em này đang làm lý anh em ạ. 12 đèn. 72 mới là căng. Cái này đúng không anh? Để anh em đi xem trang trại cá tầm của bà con ở đây, bắt một con về cắt cơn xem nào, làm cánh này thế nào. À con nhỏ thôi nhỉ? Nhỏ nhỉ. Đây anh em ạ, thịt lợn bản các bếp này. Này anh em mình hôm qua xuống đây thì nó được chiến này không mọi nhé. Chiến cái món này xào với rau cải ngon. Ai, anh em ở trên này là anh em ạ, gác bếp cả con anh em ạ. Đây này. Anh em thấy xương và chân nó không? Này, móm vào này. Chơi trên Sapa anh em ạ. Hiện tại thì đang cắt cơn toàn đặc sản ở Hồng Tây mình. Tên là gì anh nhỉ? Hơ mông Good Home. Hôm cá tầm này sẽ chế kiểu gì nhỉ? Nước. Anh em mình hôm nay là không có đồ bếp gì đâu nha anh em, chỉ có anh em mình tự chế tự ăn thôi nhá. Bởi vì hôm nay anh em mình đến chơi với anh Quyền với anh Sinh thì chỉ theo góc độ gia đình chứ không phải là kiểu khách đến thuê homestay hay cái gì cả anh em ạ. Anh em tự chế biến tự ăn. Mọi thứ là tự túc. Xong là tự xay nữa. Tự xay đúng không? Tự làm. Đấy. Được. Anh bảo anh đây cá đây anh em ạ. Đi mua ít ấy. Giường mẻ nhà biết có giường mẻ không? À, cái thịt chim này em phải làm riêng mẹ à? Không, cá tầm này này. Cá tầm này. Cá tầm nướng mắc khén ớt rồi nè, tỏi rồi. Được không? Được. Nướng hạt mắc khén, ớt tỏi. Ok, thế cũng được. Không cần phải đi mua ở nhà. Không cần phải riêng mẹ đâu. Chào các bạn, là hôm nay mình sẽ... cái món chim này là mình sẽ vừa hấp này, run này, nướng này,
Vâng, nấu măng chua này. Nấu cả măng chua, ok. Nấu măng chua. Ba món. Chim ba món. Chim ba món. Ok. Đấy, còn sắp này thì hôm nay anh em mình cũng sẽ hấp nướng hai món. Đấy, còn cái con bắt gà này. Con này hư này. Hai bắt gà này. Con bắt gà. Hai bắt gà anh em ạ. Ờ. Thì mình sẽ nướng và nấu lòng chuối. À, lòng chuối này. Ok. Ok. Được đấy. Ê, làm sạch nhớt khó đúng không anh Khụt? Đúng rồi, đấy, làm sạch nhớt. Cái này nung nóng à? Nung nóng mà. Cái con này cá tầm này khả năng là anh em mình lên ở trên trên chỗ bản Nam bản Liếc ấy, trong cái chuối hoặc là bản Mảy có cái khe là nuôi được. Bản Mé thì được nhỉ? Nuôi được. Bên này khe có nghĩa là phải khe, phải nước. Phải nước sạch. Nước của nó là phải tự nhiên đúng không? Đúng rồi. Nước nhiều. Đây, mấy anh em đang xem anh em mình nấu nướng anh em ạ. Tí nữa bọn mình sẽ mời mấy anh em cùng thưởng thức luôn nhá. Còn thằng em, ông em Tết Tề kia thì tham gia với anh em mình từ hôm qua luôn. Khả năng là mấy anh em ở đây nhìn thấy mấy con này cũng thấy lạ lạ đấy. Thấy Việt Nam mình ăn mấy con này ấy mọi người. Thấy nhìn thấy lạ đấy. Đấy, caramel anh em ạ. Vừa hỏi quốc tịch của mấy bạn này mà là một bạn nữ kia là quốc tịch Argentina đúng không nhá. Còn hai anh bạn Tây thì là quốc tịch ở Tây Ban Nha các bạn ạ. Barcelona, Tây Ban Nha. Barcelona, Real Madrid đúng không? Phải thui thui anh em ạ, anh em mình thui. Ôi già. Nổ. Nổ bụng à? À cái con kia nổ bụng. Con này nó ăn gà nó nổ anh ạ. It's me. Anh Khụt đang là bắt cá. Đây là con cá ở trên kia. Đấy, bắt ở trên đồi kia. Đúng rồi. Anh Khụt nhìn thấy hai con cá này theo ý của anh ấy thì muốn nấu món gì là hợp nhất? Mình thì chỉ có ăn sống thôi chứ còn ăn gỏi thôi đúng không? Gỏi. Cần gì phải nấu nướng làm gì nó tốn thời gian ra. Tốn củi đúng không? Cái này rửa hết rồi anh em. Thì cứ rửa lại đi mà. Rửa lại đi cho nó đấy vẫn còn sóc kìa. Vẫn còn sóc. Đây này, cá này xương của nó này. Kiểu như cái sụn thôi. Con này chưa mủ. Quá là mềm luôn, tưởng là khứ. Ê, uống rượu. Đây anh em ạ, à, nhìn như hàm cá mập ấy nhở. Ui có cả dâu đây này. Ít chậu thế nhỉ. Đây. Anh em ạ, à, anh em mình sẽ hấp nha mọi người. Hấp nguyên con. Chủ động cho nó ấy, cho nó thoải mái. Để xiên nướng. Cái con cá tầm này anh em mình nướng theo kiểu gia vị Tây Bắc anh em nha. Thiếu mắc khét, hơi buồn. Xuống lấy mì chính ở dưới bếp lên luôn. Phát à? Có mì chính không? Anh Sinh đi đâu nhỉ? Có trong mì chính, xuống bếp đấy thôi, trong bếp có mà. Có đúng không? Xuống là thấy. Quay về anh về luôn nhá. Về để uống rượu nhá. Có. Đấy, hòa chuối đúng kiểu dân tộc ấy. Tôi bảo lấy tỏi nhá, em. Tỏi em băm vào đấy rồi, chia bớt đi một phần được ấy, băm vào trên đấy rồi. Tỏi đâu đấy? Cái kìa, ở ngoài cái thớt ở chỗ hai củ đá kìa. Hai con này chặt ra hết à? Chặt rồi. Cắt miếng to con thì để mọi người đây để gắp. Có cộng. Nào bây giờ đã đủ nguyên liệu chưa anh em? Để còn hơi mỏng nhưng mà thôi ok rồi. Có còn hơi không đúng không? Đúng rồi. Có còn hơi không đúng không? Cái món này cũng nướng à? Nướng với xào. Mới xào ấy, xào măng. Nướng với xào măng. Nói chung là có thớt ăn chặt được thì cố chặt ngắn chặt đi. Xiên thì kiểu sao đây anh? Ít chẹp như phạ bài. Cái khuôn bạc là ngon lắm đúng không? Đúng rồi. Bạc thì địch cao rồi. Da nó hơi dày. Cái con kia là chú Vĩnh này à? Nấu nón chuối. À nấu nón chuối đúng không? Cái đấy cũng không tới, xiên mình nó ngắn nhỉ? Lấy cái que được. Nếu con tay là trên này. Em thơm bắt đầu dùng ngoại quốc này mọi người nhá.
chồng mà là mới một em phải lúc là pì kín pá nhảy các bà kín pìa sơn lá cho mà làm ok đây có nổ một ít tiếng Thái để mời các bác ấy sang Sơn La chơi. What's your name? Eli. Eli à, bây giờ mình sẽ nhờ bạn Eli nhặt rau hộ nhé mọi người nhá. Eli à, đây. Elizabeth. Đây rau này. À ok rồi. Ok. Đang nhờ bạn Eli nhặt hộ rau má anh em ạ. Ok đây. Lên. À. À. À đây. Tí nữa cắt cơn anh em ạ, nhặt rau để về ăn sống người nhá. Đấy nhặt rau mà. Oh no. À. No. Ahora para que te salga una cobra mientras coges esto. Thấy bạn Eli này rất là thân thiện nha mọi người nhá. Bảo là nhờ bạn ấy đi nhà giáo hội bạn ấy đi luôn anh em ạ, định à để nấu lóng chuối, bắt gà để hoa chuối, lóng chuối, nọn chuối. Đấy. À, mình vừa vậy không? Có gặp cả riêng mẻ luôn à? Riêng mẻ, mắm tôm. À mình xả ớt. À. Chẩm khéo. À, ok đây nhỉ. Đây anh em ạ. Cái con sóc khớp của anh em mình vẫn có cả riêng mẻ nhá. Riêng mẻ mắm tôm. Mắm tôm. Gia vị luôn. Đây anh em ơi. Cái này là luộc hay là hấp anh em? Hấp. Hấp à? À đây. Mà hơi nhiều nước ấy. Sao không lấy chai bia cho vào nhỉ? Ờ, có lon bia đó mà ông. Kiểu gì nó lăn những cây này. Đang tính là nó lăn đấy. Anh để mang tới kìa. Đây anh em nhá, nói với anh em là cái món này là do anh Quyền đặt từ tận Phú Thọ lên đấy mọi người ạ. Chứ thực ra là ngày thường là anh em cứ bảo là thấy anh em mình quay phim cứ đến homestay này có món này là không có đâu. Đúng không anh nhở? Có nhưng mà ít thôi. À ít thôi đúng không? Tăng nhiệt vào được quá. Cho hết được. Nó bay mà hấp thì nó bay. Thôi rồi. Bạn ơi, xong quay ở đây được rồi đấy. Anh khụt mời bạn đi. Ông giá lên lộng. Ok. Ngon không? Ok. Ông chú review khách sạn vẫn ngon. Sao lại bỏ mất một miếng quay thằng này. Ôi, gian lận. Ông mà làm lãnh đạo thì mẹ dân mất nhờ biết không? Có miếng cầy, ba miếng cầy thì ông đã găm mất một miếng ở chậu rồi. Thơm không? Có ngậy không? Cao quá anh. Đào đấy. Còn chim anh em mình sẽ nướng kiểu này anh em ạ. Nấu giống như kiểu đợt anh em mình đi cùng anh Tuyền đấy đúng không? Đúng rồi. Đấy. Chim nướng quá ngon anh em ạ. Mình nhìn xa xa cái chim nướng của em Thơm với chú Vĩnh cảm giác như kiểu cá bình tộp ấy mọi người. Đây. Thơm phương phức. Bạn ơi, tôi cho hoa chuối rồi nhá. Rừng, gáy trong rừng đúng không? Hơi rộng. Cái ấy hơi rộng. Bây giờ đến công đoạn này. Cho hoa chuối vào anh em ạ. Cho hoa chuối. Tức mình xào thịt lên nhừ lên ngon ngon lên ăn đúng không? Đúng rồi, chín hoa chuối. Có nghĩa là cái món này là phải có cả cây nó nữa đúng không? Đúng rồi. À đâu phải cây đâu hay là củ chứ đúng không? Lóng và củ chuối. Món này anh em ở Phú Thọ công nhận cái món này là đặc sản nhờ. Chắc chắn là đặc sản. Bởi vì anh em mình đi với anh em đội anh em xuống thường ngày cũng hay món nấu món này. Kiểu gì phải có cái cho anh em ăn củ chuối. Củ chuối đúng không? Tí nữa kiểu gì cũng hết cái củ chuối trước. Thịt hết sau vì nó ngọt. À đúng rồi. Hôm nọ anh em mình yên lập thì giả thế thì nữa. Nhưng mà hôm đấy anh em mình giật nhanh mạnh quá. Mấy cái món ngon chưa kịp thưởng thức mấy. Một say hết rồi. Say gì đó rồi. Thơm nước mũi. Chỉ một tí nữa là chín thôi.
Đợi nó chín ngấm vào đây. Đây còn còn thêm một món nữa này, là món gì đây chú Vinh? À, chim xào măng chua. À, xào măng chua nha anh em nha. Anh em mình hôm nay thử thưởng thức măng chua ở Sapa có khác măng chua ở trên trên mình không? Trên dưới mình không nha anh em nhá. Mình phải gọi là dưới thôi, mình thấp hơn đấy sao ấy. Đúng rồi. Trên bản đồ ấy mình phải gọi là dưới thôi. Chuẩn bài chứ. Em thương mình đang công tác vệ sinh anh em ạ. Mình phải gọn gàng. Ấy đi. Cháy rồi. Cháy rồi, bốn tay ạ. Đấy, bạn Tây này cũng lao vào bếp với anh em mình luôn các bạn ạ. Bạn này có thể chơi mình được đấy. Voy a ser el primero en probar. Người bạn Tete chưa? Tete, Tete. Tete, Tete. Aquí. Ô, dài dài anh em ạ. Ô, đó sẽ chặt không? Ok. Ok. More. More. It's more. Poquito más. Khả năng là. Necesita más tiempo. More time. Mời cả bạn à. Ơi ô. Để phát tâm bọc rồi. Ô, bỏng bỏng. Ui da. Ui. Đây đây. Từ từ bỏng bỏng. Đây đây đây. Cả cái Banana flower ơi. Ok. Đây, hôm nay mời mấy bạn ăn thử anh em ạ. Para mí le falta sal. ¿Y eso? Ok, ok. Sí. Dài. Hơi dài. Hơi dài. Xé được mà. Ê, ok. Ê. Okay. Flower. Flower banana. Banana. Flower banana. Người banana. Người banana. Banana. Vẫn dài đấy. Banana. Lùn quá. Eso está bueno. ¿Cómo qué? No te podría decir, es como palmito, no sé. ¿Como un palmito? No lo sé, no lo sé. Uy, yo. Porque estaba... ¡Montaña, güey! El tío los patos en una moto colgando... ¡Chimbe, un güey! Em ơi, món là chim nấu với măng chua. Để em thử mà xem hấp nào. 1, 2, 3, mở bát. Mở bát. Ui, ôi. Món này mới bị tín này, thơm phức, phức. Chưa được. Đây. Tuyệt vời à? Em nó quá bùi. Còn he á. Cho đi, cho nó nóng lên. À ok. Vâng. Cứ thật nó đen hết em. Đồ nó đen. Hay phí. Chim xào măng chua. Anh em ạ. How much is one? Me dice que con un trauto y todavía no tiene una lista de precios. Vamos ya. Este precio de qué? Este precio, o sea, cada pastel tenía el precio debajo, o sea, tenía una lista. Y con lúc nãy mình sợ ít nhưng xào lên mới thấy là nhiều, thoải mái, ba đĩa thoải mái. Măng chua nó kiểu como con lại riêng cái đồ đồ rừng xào nó nở ra. Quá thịnh soạn. Ngậy. Em này cũng không phải gốc Sơn La đâu chứ. Em Sơn La chứ anh. Mà nói gì chứ. Hà Nội về thôi mà, cũng chán cày ấy. Đấy, đấy, đấy. Ok đấy, đẹp đấy. Sọc này ạ, ngon thế. Quá ngon. Lợi chưa? Nhìn mưng chảy cao chứ. Anh em phát công cảnh. Bia bỏ đây đi mày, em không uống rượu nữa đâu. Em uống bia thôi.
Hai bia bia, ba rượu rượu. Tần Minh đâu? Tần Minh hôm nay lên nhà chúng làm việc rồi. Đấy, cháu mới sắp vào. Ok. Oh. Good. Lên, anh Cam. Lên anh yêu. Anh yêu của em. Xong cầm luôn anh ba cái ghế bên trong đi. Đâu. Mình xin lon nữa anh em. Rồi nhá. Hôm nay cơm của anh em mình hôm nay có các món này. Có nơm cho xin lon nữa. Sóc này. Chị tập trung đúng. Cá tầm. Món con bắt chuột, bắt bắt gà xào với nón chuối này. Chim nướng và món chim xào hoặc quên măng chua anh em ạ. Hôm nay anh em mình có 3 mâm. Và hôm nay đặc biệt là có ba anh chị khách nước ngoài tham cắt cơn với anh em mình nữa. Hai anh là ở Tây Ban Nha còn chị là ở Argentina nha mọi người nha. À thế là ở anh chị hùng biêu Messi à? Messi vô cụ. Anh em mình ơi, Messi. Okay. Anh em nhìn vô cái cho nó. Vô nhỉ. Vô cái đấy nhỉ. Ờ, vô đi. Rồi. Cho em lon bia. Vô đi. Nào. Anh em ơi. Nào mình ơi. 1 2 3 2 3 2 3 uống thế nào? Uống cho nên nó mỏi mồm đi thôi. Hay lắm. Hay. Đấy nha. Đấy. Ok. Ok. Thấy chung thấy nào? Rồi. Yêu nha. À vào đây nào. Ai ba. I love you. I love you. Chén. Ok. Coi cả nhà đi. Mọi người dùng đi cho nóng. Coi nhà đi. Có ăn đi. Tí. Vâng có bia không ạ? Đây nó phải thế chứ. Mặc tiền quá. Bia vào vẫn ngon. Mời nhá. Nước con người, nước canh vào khác gì đâu. Dạ. Ok. Tại sao nó sợ trốn? Đâu. Nó sợ nó lên đấy. Anh em mấy bạn ở Tây là ăn cơm luôn anh em ạ. Giống như mình. Giống như mình thôi. Mình cũng là bạn này toàn ăn su su với rau thôi mọi người ơi. Mấy con này không ăn mấy. Cá này ấy. Học về. Đây món cá của anh Khụt nướng đây là cho thằng em nấu rồi. Cho em tơi ra ăn thử. À, anh gặp rồi, thấy khó. Quá. Sớm thế. Đây. Ok không? Ok không? Ok không? Đấy. Anh làm, anh Khụt làm mà. Đây. Đấy. Cay. I have a problem. Không gắp được anh em ạ. À, anh Khụt lấy. Đây. Ah, tía. Para alguno que sea con menos carne. Ah, không biết dùng đũa anh em ạ. Bên đây là nước ngoài. Đây là chị gái của Toro không biết dùng đũa. Dùng dĩa. Đây là tiệc canh mang không khử trùng được. À đây, ok. Ok. Sao anh nhiều ăn nổi ạ? Sao nhiều anh? Giòn. Cơm luôn các bạn ạ. Chị em mình cũng ăn cơm luôn của anh Tây. Eli ăn cá này. Anh cá. Dùng chưa? Chưa, bị chua ngon. Chua quá. Ôi em thấy nó ngon. Như này ngon này. It's very good. Good. Có miếng cuối cũng đã triệu ra đi. Ví dụ cảm ơn anh ấy nhỉ. Thôi em miếng nào xong miếng đấy đi. Dạ. Ba chị em đủ với tông hết rồi. Ăn đi. Nhưng giờ này cũng đói rồi anh chị. Đinh đệ anh cắt đôi nỗi sầu nó còn cắt được nữa là cái cắt cái bàn bạc. Cắt thì phải cắt này này. Ui. Anh cứ cắt nhiều. Anh lấy cái này tí cho em nhé. Ui, nó được rồi. Chín em nó. Wow. À, chấm luôn em thơm. Chấm làm chéo. Cảm ơn bạn nhá. Ăn đi cả anh em nhá. Đùi chim anh em ạ. Ôi giời ơi, chấm làm chéo. Chín em nó. Mời tất cả anh em cắt cơn nhá. Lấy nước rồi. Ui. Hay nước lọc su su quên anh em đi anh. Thơm tí ra bên tay đi. Ngọt không?
Quá rồi anh em ạ. Canh này bà này bà lừa mình. Quá rồi. Ô bên kia cơm ác cái nhà này sao có đấy nha. À hôm nay bạn Dũng chăm sóc thơm căng nhở. Làm cho món sóc miếng sóc nữa. À làm miếng sóc nó đi đúng không? Ờ nguyên đùi không? Gạo. Đùi nó khỏe. Nó lừa tôi. Ngọt không? Nó ngọt anh em ạ. Bạn thử miếng này nữa xem mà. Quá thấp cơm không? Chăm sóc đặc biệt thế. Ê xong rồi cảm ơn. Cảm ơn luôn. Cái này về Sapa tăng cân quá, về vợ không nhận ra ấy. Đấy. Cùng chén rượu đây, cảm ơn tình cảm. Nhất trí ok. Anh em phải làm chén. Cảm ơn bạn nhá. Mời tất cả anh em nhá. Đây, đang chị đang chăm sóc anh nhà tết tể ăn thử con gà tết rẻ. À tết tể. Ăn con gì? Bạn ấy gọi tiếng bạn ấy gọi là con gì? Đùi đùi. Đó. Está cayendo todo el caldo por la mano. ¿Tú quieres? Eli. Eli, no, no, no. No. Eli không ăn các bạn ạ, chỉ ăn cá thôi. Đúng rồi. Ok. À, thế. Thế thế thế. À. Đây mấy anh em ăn thử đây. Ăn thử con sao hay cho ui giời. Khả năng là con dài đúng không? Ai? Con dài rồi, không dài rồi. Trời. Đúng rồi, chim đó. Vấy răng đây mà. Không dám tăng cái kia. Ông đấy. Sóc. Thơm chiên anh em ạ. Chiên này được bạn Dũng chăm sóc đặc biệt anh em ạ. Chậm chéo. Về đúng là vợ không nhận ra ấy. Tăng cân quá. Với tất cả anh em cái đùi sóc nhá. Chiên em nó. Đi các bạn. Ủa, giòn không? Ô em thơm một đỏ gần hết đùi à. Còn à, anh ơi. Em Tây là ăn mãi không hết đùi nào. Nước ơi, lên ok, cảm ơn bạn nhá. Nào, cảm ơn nào. Anh. Chưa, em uống riêng. Riêng. Okay, rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Còn à, Nguyệt với em Hậu thì thế nào đây? À, có ăn được rau thế à? Có ăn được miếng sau này không em? Miếng sau hay muốn chim nào không? À. Khả năng là ngục luôn. Thả luôn. Thả luôn. Hơi dài đúng không? Dài. Dài anh. Cái gì dài? Dài dài. Vẫn dài. Ok à bạn? Anh xinh đấy. Ôi dồi, cũng ăn cơm rồi. Ok. Đây anh em ạ. Ok. Miếng tôi mời lại bạn này. Cảm ơn bạn đấy. Anh. Cho anh chi. À chim à? Thôi đấy thì anh Huynh xin ngậy chưa? Cạch nhau cho lại. Ôi trời ơi, tươi rồi giói nhá, tái ác nhá. Ôi trời ơi, con tái nó mới ngọt. Này, con tái nhá. Anh nấu nó đúng tầm này đấy, anh không muốn là nó chín quá. Chín quá là nó ngọt. Hay là vừa chín tới nhỉ? Miếng này mời anh Sinh này. À, anh Sinh đúng không? Có đâu uy tín. Anh Sinh. Ấy, chấm chẩm chéo nó phải thế này mới sướng này. Ngọt ngọt đúng không? Nào, chấm chẩm chéo. Chiên em nó. À, đây. Mời anh em nhá. Chiên em nó. Cắt cơn em chim. Khóc luôn, khóc luôn. À, đây. Đây, anh Sinh ơi. Rồi. Chim. Úi da, chim chim chim. Béo nhảy nhảy. Béo quá. Đây đây đây. Chú Vít, đây đi. À đây chú Vít nha, cắt món chim cho bạn Tết Tể. Ồ, Tết Tể. Lấy to một tí chú Vít ơi. Tết Tể. Tết Tể. Tết Tể. Tết Tể lo va a probar todo hoy. Eli, 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 no. No, no, no. No, Eli, muốn ăn cá rồi, Fit Fit. Ồ. Tết Tể. Tết Tể đúng máy nghiền. Bạn của Bắc Mỹ mà. Anh em ở Tây hình như là ăn cái gì toàn dùng răng cửa ăn sao nhỉ? Nên là không làm miếng to được mấy sao ấy à? À, đây, 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 bắt đầu như anh em mình rồi đấy. Đội này răng là răng giả nên là không mấy đâu. Hay à? Mình triển món sóc luôn nhỉ? Ừ, anh em mình cứ to là sướng anh em ạ. Sóc nói ăn to là nó không thích đấy. Sóc này khác sóc chỗ mình dài đấy, dài đấy. Anh Sinh cứ ngồi cạnh em. Ao, anh Khôn. Chia đôi đến nửa đó, chia đôi đó anh em. Ao, ui giời. Dài đấy. Cắt đôi nỗi sầu à? Cắt đôi nỗi sầu. Chấm canh chéo đi cả mối tình này đấy. Cảm ơn anh em nhá. Chấm canh chéo. Tôi báo lịch là em có. View Sapa. View triệu đô Sapa. Ây da. Cũng mềm đấy. Mềm mà. Mềm mà. Dạ. Cái tay sao ăn được. Dài dài. Dài yếu đúng không?
răng mình còn không nổi đi. Ồ. Sao yếu ấy nhỉ? Rồi. Không có. Mấy em nhá. Có nhiều con dài. Thì tầng con thì con nó phải một con. Con mềm ngon lắm. Con dài. Ờ. Đúng con đó con đưa là mềm. Con này khả năng là chỉ khoảng 16 đấy. Ôi giời tê tê. Con dài khả năng là 40 trở lên rồi. Mấy lứa nói mà hơn à. Để bỏ thấy. Đây. Bia lên. Bia lên. Để đây rồi. Vừa khẩu vừa lẩu. Đây này. Kín khẩu kín lẩu. Quên kín khẩu kín lẩu à. Ê Đinh Đại đang ngủ anh ấy. Đâu em tôi cầm luôn của bạn. À đấy ạ. Đấy không. Cho bạn chung đi. Cố đây cố đây. Bạn xin cái lon bia đây. Hết rồi. Ủa, hết rồi. Bia nhiều, làm sao mà hết được? Ở dưới nhà hai ma cả một táp. Sao mà hết được? Một táp mà hết được. Anh Đinh Đệ là anh chỉ thiếu tình cảm thôi, chứ không thiếu cái gì cả. Ê. Say tình say nghĩa không bao giờ say bia rượu. Bạn tết này là ăn hình như là hấp khẩu vị. Món gì cũng chế được. Đây đây đây, đúng rồi. Hôm qua chúng ăn được mới là được đủ hết rồi. Chứ là quên rồi. Bật kênh ăn sáng này. Hay là này. Cái lì à? Trước anh có sống 10 cân rồi, 7 cân rồi. Ăn chua rồi. Người này nó ăn người Trung Quốc kìa. Cái thằng mà nó uống rượu 50-60-70 độ ấy. Cái chim. Quả chim. Làm gì không ạ? À chim hay bé à? Khẹt đây. Đây là đùi của chị Nguyệt mới to đây này. Anh phải xem chị Nguyệt làm hạt kiểu to. Thánh say luôn. Hàng khủng luôn. Chị ăn đi chị. Lâu mình không xem mà chọn nghiện rượu ấy. Đây chị. Chị ôi chị đùi chim to thế. Vâng, to ạ. Không ăn được đấy à? Hai chị ăn cá đấy à? Không thích thịt đầu nhiều. Chắc sợ. Mình bảo luôn là con chó con ấy. Baby đó, con của bạn Vinh. Biết bao giờ thuốc đang mấy đâu anh có sự chân đâu. Ai để cái miếng con sóc này cho bát của anh bạn TT này bây giờ không bỏ ra được à? Không, không để có nghĩa là bạn ấy. À, chị nói em ơi chị nào. Chuyện bọn em lên là chị vất vả rồi gấp mấy chục lần. Đúng là hôm nay TT đúng là máy nghiền. Món gì cũng ăn được nhở. Mời anh chị. Được đón anh xuống Yên Lập. Cả anh em ạ, TT muốn đi mà lại không được đi. Đây, chị em ở trên này, chị là ăn mấy cái món này cũng ngon này chị nhở. Mình quen ăn ở trên này nhở. Chim các thứ, đồ rừng ấy nhở. Nhưng mình không thực hành được. Họ lại bảo là những câu này chị biết. Quá trời uống với thơm nhỉ. Ăn khó thì bỏ xuống đây thì đi ăn tiếp. Đấy. Đấy, xong là lại chiến với món này. Chơi anh em nhá. Ok hay đấy. Kiểu hay anh ấy là đợi đến nhà chơi cho em tiền hay quả. Cô ta có bài giảng yêu sống nào. Anh lúc nãy toàn ra men thì cho anh em miếng đùi đùi sóc cho nó uy tín. Ui vẫn còn lông rồi nha bạn. Đùi thì miếng ăn hẳn lông mà. Đúng rồi. Thế bên còn này anh em thấy nha. Chào đi vừa mới đến nhá. Ok. Chấm chấm chéo anh em ạ. What is this? Susu don't cry. Nên ra thôi anh em ạ, thảo làm đấy anh em kia tay không ăn được rồi đúng rồi. Susu don't cry. Ăn món này. Hay lắm. Ngọt quyết đấy. Ngọt. Đằng em là tinh đấy. Khả năng thuê mẹ hai ông này làm quảng cáo chút mì với chút mắt đi nhở. Chút mì. Lông mày như con gái, lông mì như con gái nhỉ. Ngon quá. Ông bây giờ em mà okay. Sợ rắn thì cùng anh ấy sợ cả anh ra thì chết. Anh cũng tuổi rắn. Vâng. Xin chính thức mời bạn nhỉ. Bạn quên nhỉ. Anh em mình rắn mà. À mai thôi. Mình chỉ sợ rắn thôi. Sơn La. Không. Sơn La. Vâng, Sơn La. Chào em mời anh chị. Vâng. Nhân tiện đây cũng mời anh chị là qua thăm Sơn La. Sapa sang Sơn La. Ok. Sơn La City. Sau đấy mời anh chị món pịa Tây Bắc, gọi là pịa dê Tây Bắc và món cá nhảy. Hay lắm. Nào, ok nhá.
mít thơm thơm, cả luôn, cả luôn. Chất thơm. Có ai biết nói thơm, gì đấy? Thơm, thơm. Ai hiểu đây? À, hiểu đến đâu. Cảm ơn. Cảm ơn. Thank you, thank you. Sao uống mất? Ít tình yêu sesame. Bao Vĩnh thì đang mở à? Khá nhảy cho không? Nhảy cho anh em Tây Ban Nha. Nước Bạn Nha. Em cũng đang dạy em Eli học cách gặp đua mọi người nha. Đây, cơm này. Đây, như Eli xinh thật. Nhận ngay. Bố anh. Đấy mạnh đấy nhá. Đấy mạnh đấy. Mạnh ở đây mà. Có tính nhỉ. Mạnh ở đây. Dũng mày dơm. Sợ ai lại lưu thế. Bỏ dũng mày dơm. Đây. Thì tính trở khi mua chân trai thì... Đấy. 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 Vâng, gọi bạn xăm hình của bạn lên lên đùi à. Mạnh cho tôi đây vào. Bây giờ mình đang không có lên phút này anh. Ờ đấy, như này thôi. Đấy. Sashimi. 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 No à? Không chế được, không chế được. Nhìn thấy cái này tanh tách này không chế được. Ông già làng ăn là sợ rồi. Bé đi một. Hôm nay à. Eli. Hello Eli. Tiên kiểu được uống rượu rồi được nấu cơm cùng các bạn Tây nữa ấy, mấy cái kiểu hộp Tây hòa đồng và dân dã anh em. Đấy, bây giờ nếu anh em nào mà thực sự quan tâm sẽ và muốn trải nghiệm những cảnh homestay này rồi đi lại với các bạn này ở đây này, sân Tây này đã ở quanh bàn luôn đấy này, bậc thang này trên này bàn này, thấy anh em Tây ba lô thì sẽ cũng rất là nhiều ở dưới này anh em đi này. Để tâm và lưu ý đến cái homestay này nhé mọi người nhé. Thế là nhà mình cũng xin phép kết thúc video của nhà mình tại đây. Thế thôi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok. Đây là em vua đấy. Làm tôi sai anh quên rồi. Rồi thì nhà chị tại thì móc rồi em thì muốn chia sẻ là cùng bỏ uống là uống rồi anh em mình. Bạn uống đi.